Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Đi Qua Tu Hình nha. Hôm nay thì dọn kho cái vụ dụng cụ của anh em á, nó có một ít cái máy điện rồi kể cả máy pin nữa. Thì ở đây thì có những cây mình ghim điện nó chạy rồi nha anh em, còn có những cây thì thậm chí là chưa mở luôn ha, chưa mở chưa kiểm tra luôn. Cũng có những cây mình kiểm tra rồi, cây nào thì mình sẽ báo rõ nha. Mặc dù là anh em thấy cái giá này giá dọn kho giá lỗi nhưng mà mình sẽ mô tả thật là kỹ cho anh em có cái đường hướng của từng cây cho nó rõ anh em nha. Ok, mình đi vô cái combo số 1 nha. Nó gồm ba cây ha. Ba cây này đều là hàng hàng xịn hết anh em nha, của Ribi, Makita với lại Hitachi, ba hãng khác nhau. Vô tình nhưng mà nó khá hay anh em ha. Ba cây này thì có cái cây này là lúc trước là mình có ghim điện rồi anh em nha. Bởi vì cây này là cái lỗ của nó là bạc đạn, nó kêu nha, nó kêu bạc đạn ha. Rồi lúc đó mình gỡ ra thì nó mất cái thang ha. Còn motor thì vẫn chạy anh em nha. Đặc biệt là cây này rất là mới luôn. Anh em thấy ha. Đế này. Này anh em vệ sinh sơ là cái đế nó cực đẹp luôn ha. Cây này thì nó có cái phần anh em calip lưỡi rất là hay, đó là hai con ốc nó xéo như vậy anh em nha. Đó anh em giữ rồi anh em đưa cái tu vít vô anh em vặn á, anh em calip rất là dễ nha. Anh em nhìn sâu cái lưỡi á, cái lưỡi cũng cái rất là quan trọng mà cái cây này còn rất là đẹp anh em nha. Anh em biết cái loại này lưỡi bãi á, thường là ra lựa bào nó khó một chuyện, đó là cái thứ nhất là bạc đạn nó rất là hay hay mòn, kể cả hàng Hitachi Makita xịn cho anh em nha. Chỉ có một số máy nó ít mòn, đó là anh em mua mấy cái máy mà vỏ nhôm vỏ kim loại ấy, cái loại đó hàng đời cũ nhưng mà được cái bạc đạn nó cực tốt luôn anh em nha. Nó rất là ít rơ, còn cái loại vỏ nhựa này kể cả những hàng xịn như vậy luôn. 10 cây thì cũng phải hết, nó tầm 5-6 cây trở lên đó, là nó bị rơ bạc đạn anh em nha. Cái lỗi rất là phổ thông. Cái thứ hai đó là cái lưỡi này nó anh em biết á, ví dụ như khi mà sử dụng xong á thì thường anh em hạ bàn nha. Hạ bàn thì nên để nó đỡ cắn lưỡi ha. Còn nếu không thì anh em phải chú ý, chứ không để lên vật cứng là cái lưỡi này nó sẽ cắn ngay nha, rất có phí nha. Đây, cái này thì anh em biết giá thị trường nó cũng nếu mà chạy ok nó cũng rất là cao anh em ha. Nó phải hơn gấp đôi cái con số kia anh em nha. Đó mình nói cái lỗi anh em nha, nó rơi bạc đạn với lại nó bị thiếu thang. Thang này rất là phổ thông anh em yên tâm ha. Rồi. Cái này thì mình không có test máy nha. Cái này thì anh em cho mình biết ha. Bên mình có sao nói vậy nha. Còn cái máy này mình cũng chưa mở này anh em nha. Cái máy này chưa mở luôn. Cái máy này cũng phải một năm mấy rồi. Mình lúc trước á, bởi vì anh em biết cái form motor nằm ngang này á, anh em cực chuộng luôn. Cái loại này đặc biệt là hàng xịn nữa anh em nha. Đó. Cái này thì mình nói thông số sơ là xài lưỡi 125. Cái lưỡi này trên thị trường bán rất là nhiều anh em nha. Ở đây thì bị con ốc nó xét á, nên mình để quên tới giờ luôn, mình mới không nhớ lấy ra này mà nó mất cái phần nắp úp trước á. Nhưng mà cái cặp pe này anh em vệ sinh thì nó vẫn bọc lưỡi ở phía dưới này ha. Đó. Được cái này thì hàng đời nó cũng hàng xịn anh em nha, nhưng mà đời nó cũng khá là mới, nó có đèn rọi ha. Đó. Cái này mình không có bao chạy nha, bởi vì mình chưa mở ra luôn. Mình thấy anh em thấy cái con ổ thang này ha, chưa có cái dấu tu vít vặn nha. Bởi vì nên này anh em vặn để lại dấu liền anh em nha. Cái nhựa này nó khá dễ để lại dấu á. Chưa mở luôn nha. Cái này đợt trước mình mua rất là mắc anh em nha. Bởi vì cái đợt cách đây khoảng 2 năm á thì cái loại này nè, anh em mấy chú, đặc biệt mấy chú cực kỳ thích luôn, nó dặn mình rất là nhiều ha. Đó. Cái này nó nặng 2,4 kg anh em nha. Cái combo này nó nặng tầm 9 kg. Đó. Thì cái giá tất nhiên giá này chưa gồm phí ship anh em nha. Anh em có chuyển khoản thì mình cũng sẽ báo giá ship mà cố gắng tốt nhất cho anh em nha. Đó. Rồi. Cái này khá là giá trị anh em ha. Anh em về cũng khó mở vệ sinh ha. Trên này nó có đèn nè. Mà dưới này cũng có luôn anh em nha. Cái dưới này khả năng là đèn để laser anh em ha. Thường chỉ có một đèn rọi sáng thôi. Còn nếu mà đèn thứ hai thường là cái đèn laser anh em nha. Cho nên cái mã này khá là hay. Chung anh em về cố gắng sửa cái này ha. Trước khi giới thiệu này ngoài lề xíu, bởi vì mình nhận kho mình bán rất là nhiều cái món anh em nha. Như một số combo mà LED á, rất là nhiều anh em nhắn tin là
đã sửa được anh em ha. Thường là nó bị cái lỗi kẹt chẳng hạn ha, hoặc là cái mép nó thì anh em mài rất là nhiều, anh em nhắn tin, nói chung những cái tin đó mình cực kỳ vui anh em nha. Bởi vì anh em biết bán hàng lỗi này mình vẫn phải mô tả rất là kỹ nha, và tất nhiên cái giá trị nó thì nó rất là thấp ha, nhưng mà nhận được cái tin nhắn ví dụ anh em mà phục hồi được á, mình cực kỳ vui luôn ha. Rồi, cây này nó nặng tới 3,7 kg này nha. Cái cây này á, là một trong những cái cây mà nhám rung nha anh em, nhám rung mà vỏ nhựa nặng nhất anh em ha. Anh em nghe cái từ máy nặng anh em đừng sợ nha, bởi vì những cái máy như là chà nhám nha, đặc biệt là bào, thật sự là càng nặng càng tốt anh em nha. Bởi vì cái thời gian mà những cái máy đó, thời gian anh em đè nhiều hơn là thời gian anh em nhấc lên ha. Nặng thì anh em không có cần đè luôn, anh em để nhẹ thôi là nó đã hoạt động mà nó rất là đầm máy nha. Cái cây này thì mình cũng chưa ghim điện luôn, bởi vì lúc ghim thì nó có rung sơ tí thôi. Đó. Anh em về phải nghiên cứu nha, còn không thì tháo hai cái củ dê xài khủng này cũng được anh em ha. Đó. Cái loại này loại anh em thấy double insulate ha, đó, dao động kép luôn á, thì cái công nghệ nó sẽ đỉnh cao hơn so với mấy cái cây bình thường anh em nha. Anh em cố gắng sửa cái này thì cũng rất là hay ha. Chung mấy cái này thì mình không có bao nha, chỉ có cái cây này thì nó không có cái mình có nói rõ lỗi rồi ha. Đó. Cái này anh em sửa thì xài nó cực kỳ tốt luôn à. Rồi combo số 1 là giá 300 ngàn anh em nha. Thì combo số 2 cũng rất là hay anh em ha. À, anh em thông cảm cái nha, cái gì mình cứ quay cái này là cái chỗ này nó chật lắm nè. Anh em thấy một số cái vỏ thùng á, tất cả nó đều đồ hết anh em nha, cho nên hiện tại mình chưa có bán thùng á. Anh em cứ quay cái cảnh này là rất là nhiều anh em hỏi mình cái thùng á, các clip sau mình còn dọn gọn lại thì mình sẽ bán thùng sau nha. Cái gì mỗi lần mà anh em hỏi thùng á, có một số anh em năn nỉ quá mình cứ đổ hết đồ ra rồi mình quay, mà cái tính của mình thì mình đã gửi riêng rồi thì anh em không mua, không thích không mua mình vẫn rất là vui vẻ nha, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà hiện tại thật sự là đồ trong đó nó rất là nhiều nè, mỗi lần đổ ra nó vệ sinh nó cũng tốn thời gian, anh em thông cảm nha. Rồi ở đây thì cái combo này nó cũng khá giống combo kia nha, được cái này là nó đầy đủ ha. Tất nhiên anh em biết cái mã RGB thì nó cái cấp nó thấp hơn cái mã Hitachi kia. Đó. Cái này thì chạy êm nha, chạy êm. Bởi vì cái kia nó cũng đầy đủ Jaguar đàng hoàng đây nha. Đó. Jaguar mới, anh em xem cái lưỡi nha. Đó. Cái yêu cầu của cái combo này thì giá rất rẻ, mà yêu cầu anh em lấy hết giùm nha, anh em đừng có để lại món nào ha. Đó. Cái gì bây giờ đang dọn kho. Cái này lưỡi đẹp xuất sắc luôn. Anh em biết cái riêng cái cây này không á? Tuy nó có lỗi này không thì đợt trước mình đăng mình bán rồi, nhưng mà mình hỏi đi hỏi lại thì anh đó có vẻ hơi hơi lăng tăng, thì mình khuyên là rất là không nên mua anh em nha. Ở đây anh em thấy cái bạc đạn này ha, cái bạc đạn này thì thường nó có một cái nắp cục nữa anh em nha. Anh em nhìn kỹ anh em thấy cái được cái độ xịn của cái cây Ryobi này nha, anh em thấy chữ Germany ha. Đó. Mình phải cái đời cũ anh em nha, Ryobi này phải cái đời cũ nha, phải cái đời cũ như vậy thì những cái bạc đạn nó mới được xịn như vậy ha. Còn không bây giờ thì nên biết á, kể cả cũng là hàng Ryobi á, cũng là hàng tương đối là xịn á, nhưng mà bạc đạn của nó đều là made in Indo hoặc là Thái Lan nha. Đó. Như cái cây này là chẳng hạn á, đời cũng hàng xịn á, nhưng mà bạc đạn nó không phải là sản xuất tại Nhật đâu anh em nha. Đó. Cái này thì đời nó cũ hơn, được cái lưỡi nó mới kinh khủng của anh em ha. Đó. Anh em lưu ý cái chỗ bạc đạn này nha, nó chạy thì êm lắm á, nhưng mà cái bạc đạn này nó bị thiếu một cái chi tiết để giữ lại thì vậy ha. Cái này mình quên rồi, lâu quá quên rồi. Đó, dây thì cũng dây xịn nha, nó dây cao su Nhật rất là đàn hồi ha, nặng hạ đầy đủ, thậm chí phía trước này còn luôn nha. Mã này thì ML84 anh em lưu ý, mình quên nói nhưng mà anh em lưu ý cái này tất cả điện 100V nha, anh em cắm 220 là cháy liền anh em ha. Anh nói cháy liền không đúng đâu, cái hàng này mà anh em cắm lên anh em đề khoảng cỡ một thời gian chứ không phải anh em đề lên cái này cháy anh em nha. Có cái khoan của mình khoan tùy tùy máy nha, có khoan mình cắm nhầm mình khoan tới bắt vít chứ mình cắm nhầm tới gần cả phút mà nó vẫn chưa cháy anh em ha, nó hơi có mùi tí thôi, tùy máy này nha. Tất nhiên anh em phải cẩn thận chuyện điện nha. Cái này còn quá mới luôn nè ha, cái này đợt trước mình mua cực kỳ mắc luôn chứ không phải là cái giá như cái này đâu nè nha. Đây, cái này cũng có một cái cây lỗi nó giống như tương ứng với cây trà nhá bên kia anh em nha. Cái này thì mình
lâu quá mà không nhớ ha. Nhưng mà cái này mình có mở rồi, cái này thì anh em coi như lấy phụ kiện nha. Được cái hàng này là hàng mấy cây hư này toàn là bởi vì mình mua nó là bởi vì nó là những cái cây hàng nó rất là chất lượng anh em ha. Metabo đó là anh em thì quen với Bot ha, nhưng mà cái hãng Metabo này mới là cái hãng đỉnh cao về cái dụng cụ của Đức anh em nha. Anh em mà muốn mua cái hàng gì mà ngon mà thì anh em cứ cái hãng này là mua là ok ha. Chả nhám cưa lọng ha. Anh em mua cái hãng này cực kỳ đỉnh luôn ha. Thì anh em ở đây có thể lấy được một số món trong này ha. Chi tiết nó cũng rất là hay. Ốc nó thì thường là ốc xịn của nó cũng ghi rất là nhiều cái thông số trên này anh em nha. Rồi. Cái này thì là cây sạc pin, cây sạc pin là cây này như là 18V. 18V anh em nha. Cái này mình chưa mở luôn, nó tương ứng với cái cây Makita sạc điện kia. Cái này sạc pin nha, đó, chưa mở luôn. Pin thì nó mắc hơn cái điện ha. Nhưng mà cái này thì anh em thấy nó hơi reset này anh em nha. Cái này thì xài lưỡi nó cũng rất là phổ thông thôi, 155 đến 165mm nha. Tốc độ 2600 vòng phút ha. Cái này mình chưa mở luôn nha. Cái đế nhôm nó còn nhìn vậy cho anh em đánh lên tí là nhìn như mới luôn em ha. Cái đế nhôm này nè, rất là xịn ha. Cái này là trước mình có bán một cây nghiêm chỉnh anh em ha. Giá cái này lúc thời điểm đó thì như là 800.000 hay 900 gì anh em ha. Bởi vì cái này là size lớn anh em nha. Bởi vì anh em biết hàng pin nó thường nó làm cái lưỡi nhỏ lắm. Còn size lớn thì nó sẽ rất là mắc tiền anh em ha. Rồi, anh em về vệ sinh thử ha. Cái này nặng 2,5 kg nè. Rồi, combo này cũng giá 300.000 luôn nha. Rồi, ok. Giới thiệu sơ với anh em trước hai combo này nha. Hai combo này theo mình rất là hay đối với những anh em mà thích sửa chữa, thích DIY ha. Anh em lưu ý xem kỹ cái mô tả, thật kỹ cái mô tả của mình nha. Để những cái món hàng này tránh cái trường hợp nó không kỹ rồi anh em nghĩ tất cả xài được rồi anh em vội chốt là không nên nha. Nào, cứ xem kỹ phù hợp là anh em chốt nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ ha. Xin chào anh em.